Hi, xin chào các bạn. Thì combo món ăn rất vui được gặp lại các bạn ha. Thì video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn cách luộc rau muống mà không bị đen nha các bạn, và xanh và giòn nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị rau muống nè. Các bạn mua về thì mình lặt hoặc là mình cắt cũng được ha. Sau đó các bạn pha nước muối và mình ngâm khoảng 5-10 phút ha. Sau đó rửa lại nước sạch 2-3 nước ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luộc thôi. Mình sẽ bật bếp và mình nấu một ít nước sôi ha các bạn ha. Đậy nắp lại chờ nước sôi nha. Thì sau khi nước nó sôi rồi các bạn, thì mình sẽ cho vào một muỗng muối nha các bạn. Khuấy đều lên. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần rau muống vào để mình luộc nha các bạn. Mình sẽ dùng cái đũa và mình đè xuống nha. Không có để cho rau muống nó bị ngôi lên trên mặt nước nha các bạn. Nó dễ bị thâm đen nha. Mình sẽ đậy nắp lại cho nước nó sôi lên lại nha các bạn. Nước nó sôi lên lại các bạn. Mình sẽ trộn lên để cho cái phần trên này nó nằm xuống dưới nước nha các bạn. Mình sẽ để thêm ít phút nữa nha. Khi mà nước nó sôi lên thiệt là sôi đó các bạn, thì mình sẽ tắt bếp luôn các bạn. Và mình sẽ vớt rau muống ra ngoài rổ để ráo nước nha các bạn. Các bạn cũng có thể mình pha một thau nước đá các bạn. Mình vớt rau muống ra mình ngâm vô để cho rau muống nó được giòn ha. Phần nước luộc rau muống này các bạn có thể pha nêm vào đó một ít bột ngọt, một ít muối, ít tiêu và vắt vào đó một ít nước chanh để mà mình ăn với cơm, nó cũng rất là ngon nha các bạn. Mình sẽ để cho phần rau muống này nó ráo nước ha, và nó nguội một chút thì mình sẽ cho ra dĩa và mình dùng thôi. Thì sau đó mình sẽ vớt cho rau muống ra dĩa ha các bạn ha. Rau muống rất xanh luôn. Bạn thấy cọng rau muống rất là xanh giòn luôn các bạn. Nếu các bạn ngâm với nước đá thì nó sẽ giòn hơn ha. Và đây mình đã chia sẻ đến cho các bạn cách là luộc rau muống xanh giòn ngon nha các bạn. Rất là đơn giản luôn. Chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video mình chia sẻ bổ ích, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho combo món ăn nha các bạn.
Nhớ nhấn chuông để nhận các video mới từ combo món ăn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn sau. Tạm biệt.